Xin chào bạn, chào mừng các bạn quay lại channel của mình Cách đây là 4 tháng về trước mình có chia sẻ cho bạn một cái kèo Airdrop là các bạn đăng ký cái sàn là MFC Pay của Mỹ Thì các bạn nhận được là 1.000 cái đồng token MFC Và hiện tại sàn đang cập nhật cái tính năng là các bạn cay C các bạn nhận thêm được là 10.000 cái đồng token này nữa nhé Nếu như các bạn lần đầu tiên biết tới kênh mình thì bạn bấm đăng ký kênh mình nhé Và bạn bấm vào quả chuông này nhé Các bạn chọn là nhận tất cả cái thông báo nhé thì khi mình đăng tải video hay là mình cập nhật một cái kèo Erosop lên thì các bạn đều có chuông thông báo để các bạn xem và các bạn biết được nhé cũng như là cái sàn này thì mình chia sẻ cách đây là 4 tháng rồi và hiện tại thì bây giờ là mình cai c mình nhận thêm cái đồng tốc cần nữa thì mình lại làm cái video để cập nhật cho các bạn thì các bạn bấm vào cái quả chuông này khi mà mình có những cái tin tức hay là video nào mình cần phải update lên nữa là các bạn đều biết để các bạn làm nhé và đây là cái logo của cái sàn là FMC Pay nhé nếu như bạn nào trước đây mà đã đăng ký rồi thì các bạn lên KIC để các bạn nhận thêm hoặc là 10.000 cái đồng là token là FMC này nhé. Còn nếu như bạn nào mà chưa đăng ký thì mình sẽ để cái video hướng dẫn cho bạn là đăng ký nhé. Và hiện tại cái đồng là FMC này nó đã list luôn trên cái sàn này rồi. Mình có thể là giao dịch qua cái cặp tiền tệ là USDT nhé. Và đây là cái giá của nó trên cái cặp là USDT. Cái giá này nó cũng khá là thấp. Nếu như các bạn có thì các bạn nên là hầu lại lâu dài chờ lên giá cao hơn các bạn bán nó mới có lời nhé còn bây giờ giá nó khá là thấp nhé đối với cái sàn này thì mình đã cay c rồi và cay c nó mất mấy ngày nó mới trả kết quả nhé mình cay xe cách đây được tầm năm sáu ngày rồi đấy thì hiện tại thì nó đã xác minh cho mình này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn cay c nhé trước khi mà tiến hành cay c các bạn nên là bảo mật tài khoản nhé các bạn click vào cái bảo mật này ở đây các bạn nhìn thấy là xác minh mail mình cũng làm rồi này xác thực cái Google Authent mình cũng làm rồi thì các bạn nên là cài luôn hai cái này để các bạn bảo mật nhé các bạn click vào cái cài đặt này ở đây nó có cái mà đổi cái ngôn ngữ nhé các bạn click vào cái ngôn ngữ này các bạn có thể đổi sang tiếng Việt được các bạn nhìn cho dễ cũng như là các bạn thực hiện cái C nó dễ hơn nhé các bạn kéo bên dưới này ở đây là cái tiếng Việt này các bạn bật lên nhé Đầu tiên thì các bạn đăng nhập vào cái app nhé, xong rồi các bạn click vào cái biểu tượng đầu người nhé. Các bạn nhìn thấy chỗ mà chưa xác minh nhá thì các bạn bấm vào là xác minh này. Ở đây các bạn bấm vào là bắt đầu nhá. Ở đây hệ thống cho các bạn lựa chọn là ba cái loại giấy tờ để bạn xác minh, các bạn có thể là chọn hộ chiếu hay là bằng lái xe hay là thẻ căn cước nhá. Mình để là thẻ căn cước này. Ở đây mình chỉ hướng dẫn demo cho các bạn thôi vì mỗi người chỉ được cai xe một lần và mình đã cai xe rồi nên là mình hướng dẫn cái cách demo mô cho các bạn biết rằng là cây c mình cần viết như thế nào để cho nó đúng nhá các bạn chọn vào là vùng miền này các bạn kéo bên cuối nhá các bạn kéo xuống là gần cuối trang thì nhìn thấy quốc gia là việt nam nhá rồi các bạn click vào là việt nam nhá đến cái phần họ này và tên đệm tức là các bạn sẽ ghi là không dấu và ghi in hoa nhá ví dụ mình ghi demo là nguyễn này Văn này tên sẽ là A nhé Rồi như vậy bên trên các bạn ghi họ và cái tên đệm bên dưới là tên nhé Ngày tháng năm sinh thì các bạn chọn là tháng này, ngày và năm nhé Khi mà các bạn chọn đúng với cái giấy tờ của các bạn rồi đấy tức là Ngày tháng năm sinh của các bạn đúng theo cái giấy tờ của các bạn thì các bạn click vào là confirm nhé Bên dưới là thành phố này và quận huyện thì các bạn ghi đúng theo cái thẻ căn cước của các bạn nhé ví dụ mình ghi đề mô đây nhá rồi ở cái thành phố này ví dụ mình ghi đề mô cho bạn biết là ví dụ ở thái nguyên thì mình ghi thái nguyên này quận huyện ví dụ mình ghi ở đại từ đây là mình ghi đề mô nhé còn các bạn ghi đúng theo cái thẻ căn cước của các bạn nhé đến cái dòng địa chỉ này thì các bạn cũng ghi đúng theo cái thẻ căn cước của các bạn nhé và cái ngày hết hạn thì các bạn lật cái mặt sau của cái thẻ căn cước lên đấy các bạn sẽ nhìn thấy cái ngày hết hạn của nó nhé Chẳng hạn các bạn có một cái ngày hết hạn thẻ căn cước là 2030 đi thì các bạn chọn là 2030 chẳng hạn nhé. Rồi chẳng hạn như các bạn có một cái thẻ căn cước mà nó có một cái ngày hết hạn thì bạn lật cái mặt sau lên các bạn nhìn cái ngày hết hạn nhé. Xong rồi các bạn ghi đúng như vậy các bạn kích vào là confirm này. Bên dưới là cái số mà thẻ căn cước thì các bạn ghi cái số thẻ căn cước của các bạn vào đây nhé. Rồi sau khi mà các bạn bấm vào là tiếp tục đấy thì đến một cái bước nữa là các bạn sẽ chụp ảnh cái mặt trước của thẻ căn cước. Xong rồi đến chụp cái mặt sau của thẻ căn cước nhá. Xong rồi các bạn úp cái mặt trước và mặt sau lên rồi đến một bước cuối là các bạn chụp cái hình ảnh của các bạn mặt trước của các bạn nhé. Tức là các bạn chụp selfie nhá. Khi mà các bạn chụp selfie mà nhìn nó ok rồi thì các bạn bấm là gửi lên nhá. Ở đây mình không làm được nữa vì mình đã cai xe rồi nên là mình chỉ làm đến cái bước này thôi. Khi mà các bạn nhớ cho mình là kích và tiếp tục này thì đến một cái bước nữa là các bạn sẽ là chụp cái ảnh chứng minh nhân dân hay là thẻ căn cước đấy thì các bạn chụp mặt trước này xong rồi các bạn chụp mặt sau này khi mà các bạn gửi cái mặt trước mặt sau lên ấy, thì các bạn cần phải là chụp cái ảnh selfie nhé và sau khi mà các bạn đã gửi được cái ảnh selfie lên ấy, thì là cái quá trình các bạn xác minh cái c là hoàn tất và đợi hệ thống xác minh nhé khi mà hệ thống xác minh xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái dấu màu xanh nó hiện lên đầu mình là đã được kyc thành công nhé và sau khi mà các bạn gửi cái đơn mà cai c thì các bạn chờ có thể là một ngày hai ngày hoặc là 3 ngày nhé thì hệ thống sẽ trả cái kết quả cai cho các bạn nếu như các bạn cai xe thành công thì các bạn nhận được là 10.000 cái đồng token này nhá còn các bạn mà không cai xe thành công thì hệ thống trả kết quả cho các bạn các bạn hoàn toàn là gửi cái đơn yêu cầu cai xe lại nhé các bạn vào cái biểu tượng đầu người này các bạn nhìn thấy chữ màu xanh bật lên là đã xác minh tức là các bạn đã cai xe hoàn tất nhé còn đối với cái đồng token là FMC này nó là cái đồng quay của cái sàn Mỹ này và nó cũng được là giao dịch mua bán trên cái sàn này luôn rồi các bạn thể là vào cái giao dịch này các bạn giao dịch cái đồng là FMC trên cái cặp tiền tệ là USDT nhưng hiện tại thì cái giá nó khá là thấp nếu như mà mình ở giao dịch đây mình bán luôn nó không được bao nhiêu các bạn nên hâu về lâu dài để giá lên cao chút thì bạn bán nhé và video trước thì mình cũng có hướng dẫn cho bạn là thêm cái đồng tốc cường là FMC này lên cái ví cho ninh để các bạn có thể là rút được cái đồng này về cái ví cho ninh nhưng ở đây mình cũng nói luôn là khi các bạn thực hiện rút cái đồng là FMC này đấy về cái ví cho ninh thì các bạn mất một cái lượng phí ga là cái đồng là PN này để bạn làm phí ga bạn rút nhá nên là các bạn nên hâu luôn tại cái sàn này khi nào mà giá lên cao thì bạn bán nhá và như vậy mình đã chia sẻ cho bạn là cách là cai C để bạn nhận thêm một là 10 đồng cái đồng token là FMC thì hy vọng các bạn xem hết video để bạn hiểu được nhé. Còn bây giờ mình quay thưởng cho bạn ở cái video trước nhá Ở đây mình quay thưởng cho bạn ở cái video trước nhé. Chúc mừng bạn đầu tiên là bạn là Lam Vlog Nguyễn nhé. Chúc mừng bạn nhé. Bạn thứ hai là bạn là Nguyễn Hữu Dân kiếm tiền nhá, chúc mừng bạn nhá. Thì hai bạn liên hệ mình qua Zalo để phần mô tả cũng như là bình luận video để bạn nhận thưởng nhá. Và các bạn cứ comment bên dưới cái video mình đang phát thì cái video sau mình lại quay thưởng trên cái video mình đang phát cho các bạn nhá. Còn video mình xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi.